Thu cà nè. Ở đây đỏ là đi chơi đường đỏ. Nó đi dây chuyền nhau á. Thấy không? Cái là bộ nó. Phải đăng ký nó lái thử rồi, bữa đó nó đang triển lãm xe mới không, cái bản rồi dây rồi ta rồi ta gì đó à, nó mấy trăm đúng không, ngầm cao bản đặc biệt với bản chuẩn thì trên là cái 50 triệu mà khoảng 600 mấy 700 mà rẻ quá trời, rồi giấy 800 đó bà, hả, rồi giấy 800 nữa không, rồi ba giấy luôn là 700 mấy luôn á, nhưng mà cái dòng đó là cái dòng mà khác thường mà thank you.
4 ngàn. 4 ngàn. 4 ngàn. 4 ngàn.